Em chào các bác nha. Mai 26 Tết. Tranh thủ làm dăm cho cây dúi để mang vào trong nhà chơi Tết. Quay clip ghi lại cho chia sẻ cùng anh em nhé. Rất là bé. Tí nữa bố cho nhạc nữa này các bác nghe. Các bác tết nhất đến đâu rồi? Ông bánh trưng quất đào gì chưa? Hôm nay mình nghỉ tết rồi. Mai qua bánh trưng. Một cây quất cái đây hơn tuần. Bố ơi, à. Xưa nhà mình đã không có cái cây đào bố. Cây quất. Mình chỉ có quất thôi. Không muốn cây đào. Cây đào. Răm nó cũng dày, lá nó bé nhưng mà hơi lâu, mặt lâu lắm. Con gái này bảo là bố chim. Vừa đọc rồi rơi máy của bố nhá. Con chỉ đứng đây con xem thôi. Đâu? Đọc nhá. Có lét không? Xem được không? Có à. Xem, con thấy xem được quá. Chỉ đứng lên xem con có động ở đâu. Đây quy định của mình đó. Người ta không nhìn thấy mặt bố đâu bố ạ. Bố quay tay mà. Con chỉ nhìn thấy tay bố thôi.
con có làm gì đâu. Con có làm gì đâu. Con chỉ ấy này ở đây thôi mà. Con làm gì đâu. Thì chờ anh đi ra đây để em chụp ảnh. Nhìn em đi ra, anh đi đứng đấy mà nhìn. Bố ơi, thế bố lúc mà bố quay thế bố quay cả em đi à? Hả? Quay cả anh Duy nữa, cả lúc em nhìn thấy anh Duy cơ. Bố không xóa con với cả em Nhi. Xóa được mà. Bố quạt đây. Đừng lui ra cho em xem ơi. Nếu người ta không nào lấy cả răng của em rồi đấy. Anh đi không gãy đâu. Gãy răng của anh đi càng tốt. Dạ. Làm sao mà gãy răng càng tốt? Để anh có tiền. Đức lợn. Nhưng mà anh đi gãy răng một cái, em gãy răng ba cái. Anh đi gãy răng sáu cái rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sáu cái rồi. Đây này, ở cái răng của em đây này đấy. Ấy là không, đã đứng đây rồi. Bố ơi, em như chuẩn bị đi nha khoa rồi bố ơi. Đi thay răng giả rồi. Em răng ở giữa của em Nhi ấy. Mới mặc xong đã lung lay rồi bố ạ. Đừng có động nữa. Làm sao mà đừng động bố? Để cho nó cứng lại, cho nó này. Hôm nay phải đi nha khoa. Không, bố bảo là đừng có mở động. Khi nào nó cứng này nó hết lung lay. Anh đang thường xuyên là sạch sẽ vệ sinh. Giống như là bạn Việt Anh. Bạn Việt Anh thay răng giả rồi bố ạ. Thay một cái răng giả sắt bằng vàng hay là bằng kim loại hả anh gì? Bằng kim cương. Chắc chắn bằng kim cương nhờ mình sẽ thật to luôn đấy gì à. Đối rồi. Thay nó thành cái chậu nữa. Thấy em định em cấy mấy hồi. Bố lai chim. Còn đá này vào đây. Cái bệ này cho nó cứng tí. Cái này già lắm rồi. Xem cái bộ răm của nó nha. Xương răm nó dày. Bây giờ em cho nó sang cái chậu.
Bây giờ em tiến hành em thay chậu. Thay sang chậu mới. Thì sáng này à? Ừ. Công phu đấy. Hay cho nó sang cái chậu này. Cái giờ đánh cái giáp xong rồi mua bếp ly mà đánh. Cái nào? Cái cửa kìa có cần không? Đấy, thêm chủ ở nhà đi. Đánh cái giáp đi xong làm lấy lửa lít bếp ly. Ủa? Chứ là mà động vào nó cứ thì hơi công phu đấy. Anh Duy ra đây. Anh Duy ra đây. Á chào ông. Chào ông. Từ tay đang bẩn này. Bẩn không anh thường. Đi không? Chú hộ cháu chứ, tay nó bẩn quá. Cái này cũng nặng đấy chứ không đùa đâu. Thế mà một mình cháu sáng cho bật ra đi. Đi đi cả. Đấy, cho em nó vào cái chỗ này. Cái đất này cũng là đất mới thay. Em toát thêm một hồi. Nhưng mà cái
mặt này là nó cho gỗ đẻo rồi. Chẳng qua nó mỏng rồi phơi với thịt cô toàn bộ miếng. Bỏ cho một ít đất vào đây ở kia nữa kìa. Cái này có một của nó đâu. Cái này cái đấy, cái sóng ấy. Ôi, con không nhìn thấy cái cây của ạ. Con chỉ nhìn thấy cái chân cây thôi. Được không? Không. Đó chào đó chào. Tí nữa bảo. Đây này. Con không nhìn thấy. Bố ơi bố, con chẳng nhìn thấy cái cành cây bên trên cái gì. Nó bị làm sao ấy. Thế này, con chẳng nhìn thấy luôn. Đẹp chưa? Đẹp đẹp. Nhưng mà bố cho một ít đất ở chỗ kia với cả chỗ này nữa này. Bố, sao bố má bố chẳng cho qua đây bố? Bố chỉnh cho nó được. À, em nhìn thấy anh kia đang nâu nhà. Nhưng mà mối to lại anh chỉ nhìn thấy cái mối với cả cái mồm thôi, em chẳng nhìn thấy cái khuôn mặt. Cúi xuống cho em xem nào. Cúi xuống anh đi. À, anh đi nâu nhà. Mày mà con nhắc bố ấy. Nếu không là không nhìn thấy gì. Nếu không là con quá nhắc bố ấy, thì bố sẽ không làm cái gì cho mọi người xem. Đó, anh Duy nhìn vào đây. À, anh Duy kìa.
xong rồi đấy các bạn. Sao lần cuối bố không nói gì vậy bố? Ờ đây bố đang quay cho các bác xem cây đã xong rồi. Vì em sẽ lấy xi măng đính mấy hòn đá vào đây cho nó chắc cái bệ vì nó thiếu rễ. Chào các bác nha, chúc các bác những ngày nghỉ Tết vui vẻ hạnh phúc.